Hello, chào mấy bạn nha. Hôm nay còn mấy trái ổi nữ hoàng cuối cùng hái luôn cho nó hết trên cây. Nó ra đợt mới rồi nè bạn. Đó, bông quá trời luôn ha. Đó. Nên bây giờ mình quyết định là mình đi thu hết luôn. Trời ơi, cái trái nó đẹp. Nhưng mà nó nhỏ, nó không được lớn bạn. Đó ha. Đây, còn đây trái. Ngon nha. Đây, kiểm kỹ cái còn trái nào không. Ủa nãy mình nhớ mình đếm là mình lột bịch nó tí. Ở đây 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 đây, tới 9 trái rồi mà mới hái có 8 trái. Đây. Đây một trái nữa hái luôn. Ngon quá. Đó. Trời đất ơi, đã quá bạn ơi. Sười sể. Đây, ăn thử cái ổi bạn, nó không có to mấy bạn nhưng mà nó ngon bạn thấy không? Rồi được rồi, cái màu nữa là mình khoái nó vậy đó bạn, đừng có xanh quá mình không thích. Loại này cái hộp nó nhỏ đó bạn, ngon. Ngon ngon quá bạn ơi. Ăn xong cái ổi kiếm cái còn gì thu không, không có mình đi tưới cây bạn, không bạn không có thời gian trồng cây mới bạn ơi. Có hai cái chưa thấy ruột đâu. Ngon quá. Với ai bạn, cái dạng đậu đũa mình bạn, ok cái con đã lắm rồi. Sau cái hậu chưa. Quá trời rồi. Wow. Ra cái con ở đây nữa bạn. Đó. Bắt đầu nó hồng rồi bạn, có lý hay bạn. Đó. Cái vàng đồ đũa nay nó tùm luôn bạn. Ngon quá. Thôi. Kiếm chuyện làm bao ơi, mấy thằng thù lù bạn coi nè. Ôi. Đấy chín quá, chín luôn. Hai bạn ơi. Tha hồ mà hái luôn, cơ mang nào là trái. Ui quá, sao mà xa tới dưới đất luôn, thòng mấy bạn ngồi hái luôn bạn, mà chìm bẹp hái luôn, quá chừng chừng luôn. Có được mấy cái cây này là ngon rồi bạn, còn mấy cái cây kia nó trái nó không có ngon. Trời đất ơi, tha hồ mà hái. Đấy, bỏ vô đây. Trái nào là vàng vàng là cứ hái nha, chín hết rồi. Quá chừng luôn. Bên đây nữa đi. Trời ơi. Trái nó xè dưới đất. Bạn coi cái cây nó ngã nó ấy dưới đất luôn. Đó, giờ bây giờ nó xè dưới đất rồi. Trái nó rụng nó nằm quá chừng dưới đây nè. Cho mình hái trước cái đi. Quá. Wow. Này đưa tay là ngắt hết đó, đó, rụng bình vừa bịch luôn. Cái này mẹ mình tha hồ mà ăn rồi. Mở thử cho mấy bạn coi thù lù Việt Nam nha. Đây. Bên trong nó vậy là chín rồi nè bạn, nó cái màu nó màu trắng sữa sữa gì đó bạn, chứ nó không có phải là dạng khè như thằng Golden Berry đằng kia nha bạn. Đắt mình đã mình hái thử thấy nó cũng chín chín đẳng á. Chút mình hái thử cho bạn xem. Trời ơi, ngọt quá. Mới ăn chảo vô. Ra giường vậy đó bạn. Không có trái này cũng có trái kia bỏ miệng bạn. Có điều nó không nhiều thôi nha, chứ cứ chút là có trái này, không có trái này là có trái khác. Lấm vậy đó. Wow. Này hay đã tài thôi nha. Mặt mê.
để mình đi mò bạn ơi. Các bạn có mía các bạn. Rồi nó coi nó nằm sấp lớp la liệt hết rồi bạn ơi. Đi chặt bạn ơi. Cây bự bự không à? Cây bự bự không các bạn, thấy không? Giờ mình chặt ít cây vậy mình ăn được ăn không được cho bớt các bạn, nhiều quá. Để nó già. Ôi trời ơi. Đó. Ôi nó giòn. Để phát cái là ngã nằm sấp lớp các bạn, hai cây rồi. Cây này luôn, cây này quá trời luôn nè. Bạn coi nè, nó bự nè, cái thân của nó ghê chưa. Đó. Quá. Đó, ba cây, cơ hội còn cây trong nữa bạn ơi. Quá. Cây trong đây nè bạn, nè, đây nè. Đó. Nó giòn lắm bạn. Chặt nhẹ xuống là là nó gãy bụp bụp à. Đó. 3 cây, 4 cây à. Quá xa quá xa. Coi cây này coi, cây này cũng nằm dài dài thôi nè. Chặt luôn cây này quá. 5 cây. 5 cây rồi. Thôi còn cây nào nữa không ta? Wow, cây kia cũng bự luôn, cây này nè. Cây này cũng bự nè, 5 cây. Cây này luôn. Trời ơi, chặt nhiều quá, không biết chở hết không. Trời ơi, nó giòn. Đó. Để một phát một là nó ngã liền hả bạn. Rồi, giờ mình đi gom lại bạn ơi. Lỡ tay ham hố bạn ơi. Cây bự bự không. Mê quá, chặt 7-8 cây. Bây giờ biết sao, hồi ôm vô hết nè bạn. Giờ mình chặt khúc khúc bạn ơi. Chặt khúc khúc bỏ vô bao cây, không biết chở về nổi không nè. Kệ về ăn hết, mình cho hàng xóm mới của mình nghe bạn. Quá chừng nè. Trời ơi, con nó giòn dữ lắm bạn ơi. Rồi thôi, giờ để mình chặt khúc khúc ra. Giặt lộn với nó đây bạn ơi. Trời ơi. Đây mà là 4-5 khúc. Không biết ôm về hết không. Coi giờ không biết sao trở về hết nữa bạn, một núi luôn ghê thiệt chứ. Thôi để mình nghiên cứu cách trở về bạn. Tục thu hoạch mướp bạn ơi, thu hoạch giết rồi không biết mấy bạn có chán không. Tại giờ nó vô độ rồi bạn, nó vô tới mùa của nó rồi, thành ra giờ là cứ ăn hoài luôn nha bạn. Đó, rồi qua bên kia bạn ơi, mướp phe với bạn cây kéo, kéo các cành mới mua 150 bạn, thấy ghét kìa mấy cây kéo kia bạn lục nhách lục nhầy. Đó, bữa nay nhớ rồi, mua rồi nhưng mà nhớ không có nhớ đem bạn. Nay nhớ rồi, nay đem vô. Rồi. Vòng qua đây hái mấy trái mướp này bạn ơi. Chứ giờ mướp là nó tới độ rồi bạn. Nói chung là mỗi ngày nó mỗi lớn rồi bạn. Mà giờ mình không hái thì không được các bạn ha. Cắt cho gớt đi đi. Rồi gớt chìm nó mất tiêu trời. Rồi đó, nó chìm xuống luôn rồi bạn. Nó không nổi lên luôn rồi cả. Kệ để đi chút lại lụm nó bạn. Đây. Cái này hơi xa nè bạn ơi. Trời đất ơi. Chờ mà không tới luôn bạn. Cắt cho gớt luôn. Rồi chìm luôn hay gì rồi. Ơi nổi rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đó. Cái này thì chắc mình cầm được bạn. Rồi cầm coi. Đó, cái này cầm được. Rồi giờ sao kéo mấy trái này vô bạn ơi. Mấy bạn coi trên dây bữa nay nó đã có trái lại nè nha bạn. Đó. Đây, trái hoa ha. Mình thấy trái cũng khá rồi đó bạn. Mấy bên kia nữa là thấy hoa quá chừng luôn nè bạn ha. Có lý rồi. Ta coi trái bên này bự hơn nữa nè bạn. Có lý ha. Ồ. Ồ trên này trái nữa.
đó nè, đè đầu hùm mít thấy mồ luôn. Rồi rồi, ngon lành, đầy cây luôn nè bạn, thấy thương ghê luôn bạn. Đó, bữa nay mình lại mình kiểm coi cái trái này có chín chưa bạn, cũng lâu rồi hả, mình hái được hai trái đó, thế này lâu rồi bạn, nên mình kiểm coi trái này nè. Và trái này thấy nó cũng già rồi nè bạn, đít nó, cái đít nó cũng hõm vô ok rồi nè. À, coi thử trái bên đây luôn coi. Biết sao gọi là già nữa. Cái kinh nghiệm của mình. Rồi mình thấy cái hột nước nó cũng to rồi nè bạn. Cộm. Thôi. Thôi để bữa nào kìa. Để vài bữa nữa đi bạn ơi. Giờ chiều rồi, đi tưới cây ghét rồi. Năm mấy rồi. Nay vô trễ bạn. Rồi. Thôi. Xiết lại đi. Nay mai vô xử nó sao bạn ơi. Thằng qua bắp cải của mình. Bắp cải mini á bạn. Bông quá bông luôn. Thương bạn ơi. Mà trời ơi. Ta nói. Sâu nó ăn mấy bạn ơi, mình thấy hồi bữa hôm mình bắt được hai con sâu đất đó bạn. Chiều nó mới lên xuất hiện bạn, giờ hình như chưa. Nó ăn gì mà trụi cành, trụi lá trơn bạn ơi. Bữa bắt hai con mà thấy tình trạng nó cũng không có giảm bớt. Để lát mình tưới nước xong rồi cái trước khi mình đi về bạn, tối á bạn. Là mình tưới nước cả tiếng, hai tiếng đồng hồ lận là nó sẽ lú đầu lên. Đó, rồi mình kiểm tra coi, trời đất ơi. Ăn gì mà ăn thấy nóng lạnh nè, trời đất ơi cái bông thấy thương quá mấy bạn ơi. Cưng của hai bạn ha. Vậy hôm nay mình hái nhiêu đây thôi bạn ha, là được 4 trái mướp bạn, thù lù Việt Nam mà bữa nay quá trần trần luôn các bạn, nhiều thấy ghê luôn nè bạn nè ha. Mấy trái ổi bạn chín trái ăn hết trái rồi. Trời ơi một bông mía bạn thấy nóng lạnh luôn nè bạn, trời ơi nó nặng bạn, 7 cây mình giác ẹt muốn xỉu lên xỉu xuống mới vô nổi tới đây đó bạn. Cây nè, trời ơi có nó mập thấy nóng lạnh không bạn, cái mía gì mà nó mập rồi nè ha. Còn có mấy cây kia nó dài dài ngã ngã nè, gọn gọn vậy mình cũng chặt luôn cho rồi. Đó, quá trần luôn bạn. Còn nữa đó mà thôi như đây thôi, đem về cho bà con lối xóm bạn ơi. Đó, hôm nay được như đây. Cũng vui ha bạn ha. Mình cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Nếu mấy bạn thích đó, tặng cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha bạn. Chào tạm biệt mấy bạn.